Sáng nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 7, khóa 4, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Từ đến nay, toàn hội có 3.000 hội viên, thành hội có 2 cơ sở nuôi dưỡng trẻ bán trú và trung tâm sông hơi giải độc phục hồi chức năng. 6 tháng qua, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, các hoạt động của hội như công tác tuyên truyền, đối ngoại nhân dân được tiến hành tích cực, thúc đẩy phong trào chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam, công tác phòng chống dịch đảm bảo, vận động hơn 4 tỷ 730 triệu đồng để hỗ trợ nạn nhân da cam và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Công tác chăm sóc nạn nhân da cam tại cộng đồng được duy trì tốt. Thời gian tới, hội đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam và đẩy mạnh sự hợp tác với các tổ chức quốc tế, làm cầu nối giúp đỡ nạn nhân da cam trên địa bàn.